và cũng như là smartphone để công việc và cũng như là cuộc sống. Thì người khiếm thị có khả năng tự làm những cái công việc khác ngoài những công việc truyền thống của người mù để có thể là bước ra xã hội và xây dựng cái cuộc sống của mình. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi. Lắng nghe cuộc sống, cảm nhận yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, công nghệ thông tin từ lâu được ví như là đôi mắt của người khiếm thị, không chỉ mở ra cánh cửa tri thức, công nghệ thông tin còn là phương tiện để người khiếm thị trao đổi công việc, tạo các mối quan hệ xã hội, chủ động vươn lên làm chủ cuộc sống. Mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều dự án tương tự để những người khiếm thị có thêm cơ hội để vươn lên, hòa nhập cộng đồng. Và đến đây thì chương trình Đời như cổ tích cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc. Learn English through stories. Three men in a boat, part five Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền, phần 5. Xin chào các bạn đến với chương trình học tiếng Anh qua các câu chuyện đọc. Xin mời các bạn cùng thưởng thức phần 5 của câu chuyện Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền của Jerome K. Jerome. Các bạn thân mến, như chúng ta đã nghe trong phần 4 của câu chuyện, sau một hồi bàn bạc về chỗ ở, George, Harris và Jay quyết định sẽ ngủ ngoài trời khi trời đẹp và sẽ tìm nhà trọ khi trời mưa. Việc tiếp theo họ phải bàn bạc là họ sẽ phải mang theo những đồ đạc gì cho chuyến đi. Để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay, các bạn cần nắm được những từ và nhóm từ sau đây. To be pleased about something. Hài lòng với điều gì? Well behaved. Tử tế, có giáo dục. To argue about something. Tranh cãi về điều gì? A piece of paper. Một mẫu giấy. To make the list. Lên danh sách to worry about something Lo lắng về điều gì Hammer cái búa Ladder cái thang to drop làm rơi to lift something up nâng vật gì lên to shout at somebody la mắng ai to fall off ngã at the same time cùng một lúc Hiện tượng ngữ pháp cần chú ý trong phần này Cách dùng đại từ phản thân. Đại từ phản thân dùng để nhấn mạnh chủ ngữ hoặc tân ngữ của hành động, diễn tả ý chính ai đó làm việc gì hoặc tự ai đó làm việc gì. Ví dụ: I'll do it all myself. Then Uncle Podger tried again himself. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe phần 5. Montmorency rất hài lòng với điều này. Nó không thích hòa bình và yên tĩnh. Nó thích ồn ào. Tuy vậy, bề ngoài nó có vẻ rất hiền, tử tế. Khi các ông bà lão nhìn nó, họ thấy rưng rưng. Montmorency was very pleased about this. He doesn't like peace and quiet. He prefers noise. But he looks so good, so well behaved, When old ladies and gentlemen look at him, tears come into their eyes. Ban đầu khi nó đến sống với tôi, tôi đã nghĩ chú chó này chắc chắn sẽ không ở với mình lâu, nó quá hiền lành để sống trong thế giới này. Tuy nhiên đến cuối năm, nó đã giết chết 12 con gà và tôi đều phải bỏ tiền ra đền. When he first came to live with me, I thought this dog will not be with me long. He's too good for this world, but by the end of the year, he had killed 12 chickens, which I had to pay for. Tôi đã kéo nó ra khỏi 114 cuộc đụng độ ngoài đường phố. Một người phụ nữ từng mang tới trước mặt tôi một con mèo chết và gọi tôi là kẻ giết người. Sau đó tôi đã thay đổi suy nghĩ về Montmorency. I had pulled him out of 114 street fights. A woman had brought me a dead cat and had called me a murderer then i changed my ideas about montmorency Chúng tôi đã quyết định sẽ ngủ ở đâu nên bây giờ chúng tôi phải thảo luận nên mang theo thứ gì Chúng tôi bắt đầu tranh cãi nên cuối cùng cả nhóm quyết định rằng như thế là quá đủ cho một buổi tối We had decided where to sleep so now we had to discuss what to take with us We began to argue about this, so we agreed that we had done enough for a night. Tối hôm sau, chúng tôi đã thảo luận những thứ chúng tôi muốn mang theo. Harris nói, Now hãy đưa tôi một mẩu giấy, Jay, và viết các thứ vào." George, cậu lấy một cái bút chì ra. Tôi sẽ lên danh sách. The following evening, we discussed what we wanted to take with us. Harris said, "Now, get me a piece of paper, Jay." and write down everything. George, you get a pencil and I'll make the list. Chính là Harris, cậu ta thường bảo mọi người phải làm gì và sau đó họ làm hết mọi việc. Tôi nhớ rằng bác Porter của tôi cũng giống như Harris. Tất cả mọi người trong nhà đều phải giúp một tay khi bác Porter làm việc gì. Một lần khi họ mua một bức tranh, bác gái đã hỏi, giờ chúng ta nên đặt nó ở đâu nhỉ? That's Harris. He tells everybody what to do and they do all the work. I remember that my uncle Podger was like Harris. Everybody in the house had to help when Uncle Podger did a job. When they bought a pitcher once, Uncle Podger asked, "Now, where shall we put this?" Rồi bác Podger nói, "Để tôi làm cho, đừng lo lắng về nó, tôi tự làm được." Và sau đó bác cởi áo khoác ngoài và bắt đầu làm. bác cử một đứa con gái ra ngoài mua đinh và sau đó lại cử một cậu con trai đi theo để nói rằng cần mua đinh to cỡ nào. Oh, I'll do it. Don't worry about it. I'll do it all myself, he said. And then he took off his coat to begin. He sent one of the girls out to buy some nails. And then he sent one of the boys to tell her how big the nails ought to be. Và bác lại gọi to. Giờ thì Bill, đi lấy cái búa lại cho ta còn tom mang thức lại đây jim ta cần một cái thang cả một cái ghế nữa maria đứng giữa cái đèn tom lại đây mang bức tranh lại cho ta now bill you go and get my hammer he shouted and bring me a ruler tom and jim i need a ladder and a kitchen chair too maria You stay here to hold the light and Tom come here you can give me the picture Rồi bác nâng bức tranh lên rồi lại hạ xuống bác cố gắng với tới tấm kính và rồi cất phải tay Then he lifted the pitcher up and he dropped it He tried to catch the glass and he cut himself He looked for something to put around his finger and he couldn't find anything. Vì thế bác nhảy quanh phòng và tháo quát mọi người. Nửa tiếng sau, khi bác đã băng bó được ngón tay và họ đã mua về một tấm kính mới, mọi thứ mới sẵn sàng. So, he danced around the house and he shouted at everybody. Half an hour later, the finger had been tied up. They had bought some new glass and everything was ready. Bác potter lại thử lại lần nữa. Mọi người đứng quanh bác sẵn sàng giúp đỡ. Hai người giữ ghế, người thứ ba giúp bác leo lên, một người nữa đưa đinh cho bác và người thứ năm chuyển cho bác cái búa. Bác cầm cái đinh lên và lại làm rơi. Uncle Podger tried again. Everybody stood around him. They were all ready to help. Two people held the chair, a third helped him get on it, a fourth gave him a nail, and a fifth passed him the hammer. He took the nail, and he dropped it. Thế đấy, giờ thì rơi mất cái đinh rồi. Bác than phiền. Thế là mọi người bắt đầu tìm kiếm cái đinh trên sàn nhà. Cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm thấy cái đinh, nhưng rồi bác lại để mất cái búa. Thế cái búa đâu? Ta đã làm gì với cái búa thế? Có tất cả bảy người ở đây và các ngươi đều không biết cái búa đi đằng nào. There, he said sadly, now the nail's gone. So everybody got down on the ground to look for it. At last we found the nail. But then he lost the hammer. Where's the hammer? What did I do with the hammer? There are seven of you there and you don't know where the hammer is. Chúng tôi lại đi tìm búa rồi bác lại làm mất dấu trên tường nơi sẽ treo bức tranh. Vì vậy mỗi người chúng tôi phải đứng lên kế và tìm lại vị trí đó. Và mỗi người nghĩ rằng nó được treo ở một vị trí khác nhau. We found the hammer for him, but then he lost the place on the wall where he was going to put the pitcher. So each one of us had to get up on the chair and look for the place, and each of us thought it was in a different place. Rồi bác Potter cố lại lần nữa. Lần này bác ngã từ trên ghế xuống cây đàn piano. Đầu và thân hình bác va vào cái đàn cùng một lúc. Âm thanh phát ra từ tiếng đàn thật tuyệt. Nhưng những lời của bác Podger thì không. Then, Uncle Podger tried again himself. This time, he fell off the chair onto the piano. His head and his body hit the piano at the same time. The music was beautiful, but poor Uncle Podger's words were not. Bác Maria thì không hài lòng lắm. Bác nói rằng bác không muốn bọn trẻ con nghe những từ kinh khủng đó. Bác bình tĩnh nói thêm, lần sau nếu ông định treo bức tranh lên tường, hãy bảo tôi, tôi sẽ sắp xếp về nhà ngoại ở một tuần. Aunt Maria was not pleased. She said that she didn't want the children to listen to those terrible words. She added calmly, "The next time you are going to put a picture on the wall, please tell me. Then I can arrange to go and spend a week with my mother." bác Potter lại đứng dậy và cố gắng một lần nữa. Và đến nửa đêm, bức tranh đã được treo lên tường. Trông nó không thẳng lắm và tất cả mọi người đều rất mệt mỏi và bực bội. Bác Potter nhìn ngắm bức tranh một cách tự hào và nói Mọi người thấy đấy, việc nhỏ ý mà. Uncle Podger got up and tried again. And, at midnight, the picture was on the wall. It wasn't very straight, And everyone was very tired and unhappy. Uncle Podger looked at the picture proudly and said, You see, it was only a little job. Harris đúng ý như vậy. Vì vậy, tôi đã nói với cậu ta rằng, Josh sẽ viết danh sách ra, còn tôi sẽ lên danh sách. Cậu ta chỉ việc đi lấy giấy bút. Danh sách ban đầu quá dài, vì vậy chúng tôi lại bắt đầu làm lại. Harris is like that. So... I told him that George would write down the list and I would do the work. He could get the pencil and the paper. The first list was too long, so we started again. Bây giờ xin mời các bạn nghe lại một phần của câu chuyện hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi. What do Harris and Uncle Podger have in common? Sau đó, hãy so sánh với đáp án của chúng tôi cho ngay sau đó nhé. Uncle Podger tried again. Everybody stood around him. They were all ready to help. Two people held the chair, a third helped him to get on it, a fourth gave him a nail, and a fifth passed him the hammer. He took the nail and he dropped it. There, he said sadly. Now the nail's gone. So everybody got down on the ground to look for it. At last we found the nail. But then he lost the hammer. Where's the hammer? What did I do with the hammer? There are seven of you here and you don't know where the hammer is. We found the hammer for him. But then he lost the place on the wall he was going to put the pitcher. So each one of us had to get up on the chair and look for the place, and each of us thought it was in a different place. Then Uncle Podger tried again himself. This time he fell off the chair onto the piano. His head and his body hit the piano at the same time. The music was beautiful. But Uncle Podger's words were not. Câu trả lời của các bạn là gì? They often tell other people what to do, and once they do something, everybody has to help them complete the work. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Script: Nguyễn Quốc Hùng. Speakers: Lê Lan Hương. Liam Hawkins. Chương trình hướng dẫn học tiếng Nhật. RADIO NHIỆP VÚ HỌA XA. Chào các bạn, mời các bạn đến với chương trình học tiếng Nhật qua đài tiếng nói Việt Nam. Trước hết, chúng ta sẽ